Chào mừng quý bà con đã trở lại video tiếp theo của trung tâm cây giống. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hai loại nho trồng vàng ha bà con, cho trái rất là sớm nha. Cây đầu tiên là cây nho kẹo, còn gọi là nho 126 ha bà con. Còn thêm nữa là nho ngón tay, nho 152. Nho ngón tay thì trái nó sẽ dài hơn ha bà con. Nó cũng giống như cái lóng tay của chúng ta vậy nè, nó dài dài như vậy nè. Trái nó hình thon thon và ăn rất là ngọt ha. Bên Ly có nho ngón tay đen không hạt luôn nha bà con. Chúng ta ăn thì nó không có hạt ha. Còn nho kẹo thì nó sẽ ra trái màu xanh, nó sẽ mọc thành chùm. Ăn nó rất là thơm mùi kẹo ha. Thì ngày hôm nay bên Ly cũng có trồng. Có trồng 20 chậu nha. Ngày hôm nay Ly sẽ trồng 20 chậu vào những cái chậu giống như vậy nè. Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Nho thì chúng ta trồng đất nha bà con, đặc biệt là đừng trồng xơ dừa, hạn chế trồng xơ dừa ha. Trồng đất thì nó sẽ tốt hơn nha. Có nhiều thể loại thích hợp để chúng ta vô xơ dừa và cũng có nhiều cây giống chúng ta không nên trồng xơ dừa ha bà con. Đây là cái giá thể bên trung tâm cây giống này. Vô thì bên Ly sẽ mua cái đất mà đất gạ, đất gốc gạ, đất ruộng á bà con. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta ở miền Tây thì sẽ hình dung ra được, còn nhiều anh chị thì kêu bằng đất gốc gạ, không biết là đất gì. Tức là cái đất mà chúng ta trồng ruộng rồi, cái lớp ở trên cái bề mặt á, nó có cái gốc gạ, chúng ta mua cái đất đó về trồng nó rất là tốt. Đất đó có nhiều phù sa thích hợp để trồng tất cả các loại cây luôn ha bà con. Ly sẽ làm cái giàn cho bạn này bò nè, nhìn nó rất là hoành tráng đúng không? Nhưng mà nó rất là đơn giản nha con, không có gì cầu kỳ hết nha. Ở dưới thì có đất nè, có trộn thêm humic gia băng, thêm phân quả cầu lửa 007 ha. Trộn chung với đất luôn, xới đều lên rồi chúng ta trồng bằng cái mặt bầu thôi, cũng không cần nhiều đất quá nha bà con. Nho nhỏ chúng ta không có cần nhiều đất quá đâu, trồng lưng lưng thôi, chúng ta bò vô từ từ nha. Tại vì cái rễ của bằng này thì nó ăn len lỏi ở trên mặt nha bà con, không phải là rễ cọc, nó sẽ không có cần đất ở chiều sâu nha, nó cần cái bề đất ở trên bề mặt ha. Đó, Ly sẽ cầm cái cây che chính giữa để cho bằng này đu nè. Khi bằng này nó lên tới đây thì sẽ cắt đọt ha, cắt đọt để cho nó phân chi phân tàn ra. Trồng cái này cũng giống như trồng bầu trồng bí vậy ha con, trồng mớp vậy nè. Chúng ta phải cắt cái đọt để cho nó phân chi phân tàn, nó sẽ leo lên đây ha. Khi nào nó có trái thì nó sẽ sồng xuống đây ha con. Đó, đây là những cái vàng nè, nhìn cửa nó cũng khá là đẹp ha, rất là gọn nha. Ly sẽ là trồng 20 cây nha bà con, để cùng nuôi dưỡng cho quý bà con chúng ta cùng xem nho có dễ trồng hay không ha, và bạn này có thích hợp để trồng ở khu vực miền Tây hay không. Có nhiều khu vườn đã trồng thành công rồi nha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng vườn nè, trồng nhà, trồng ban công, trồng sân thượng, trồng chậu, hoặc là trồng những cái khu sinh thái, trồng kinh tế đều được nha, thích hợp lắm hả bà con. Đó, đã vô được 4 chậu rồi nè. Cái này thì nó chưa có làm, giống như là chưa có hàng cái dòng sắt này ha bà con. Thì Ly sẽ đi mua những cái cọng kẽm á, giống như những cái cọng dây chì á, mà nó hơi to to, sẽ bẻ dòng qua bà dòng lại ha. Xong rồi sẽ cột cây tre lên nè, cột cây tre lên để cho bằng này nó có giống như là có cái trụ để bằng này bò lên ha, bò vàng lên đó bà con. Đây là những cái humic gia băng kích rễ nè, Ly sẽ pha rồi nè. Trồng xong rồi Ly sẽ tưới cho mỗi gốc như vậy tầm khoảng nửa lít nha. Tại vì trồng chậu chúng ta không có cần tưới nhiều ha con. Trồng đất thì chúng ta phải tưới là 1,5 lít đến 2 lít. Ở dưới đây thì có cái lồng nè, bờ cái chậu lên nha. Đó, khi nào mà quý bà con chúng ta muốn dời đi thì chúng ta ghim cái chậu này thôi ha. Đây là những cái nhóm nho đây. Đợt trước bên trung tâm cây giống về á, có những cái cây mà nó đang hoa sẵn luôn ha. Trồng rất là nhanh cho trái nha con. Tại thể loại cây ghép á, chúng ta trồng tầm khoảng 10 tháng thôi thì bằng này bắt đầu ra trái bối rồi. Ăn nó rất là ngon nha. Thì bên trung tâm cây giống có đóng hàng bưu điện luôn nha. Nếu như cô chú anh chị nè chúng ta thích trồng nho nè mà ở xa thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống lấy thông tin nè, xong rồi gửi hàng cho quý bà con chúng ta tận nhà luôn hết bà con, qua đường GNT. Rất là đảm bảo an toàn nha. Trên đây thì đóng nhiều đơn lắm nè. Đó, cũng có những cái cây nho nữa nè hả bà con. Đó, đây cũng có những cái cây nho nữa nè. Thể loại cây giống mới nha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng thì chúng ta cứ tự tin mà trồng hả bà con. Cũng khá là dễ, không có gì khó đâu ha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta trồng mà trong quá trình chăm sóc không hiểu, hoặc là cần vấn đề gì đó thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại trên. Bên trung tâm cây giống sẽ tư vấn cho quý bà con chúng ta ha, cách trồng ha bà con. Đây, Ly cũng trồng và đồng hành cùng quý bà con chúng ta đây. Quý bà con chúng ta cứ an tâm ha. Rồi, ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về lô nho kẹo và nho ngón tay nha.
Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là vấn đề gì không hiểu thì cứ gọi vào hai số điện thoại trên để bên trung tâm cây giống giải đáp và tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Liên tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về cách chăm sóc cây nho 1 năm 2 cũng như là nho kẹo nha bà con.